Bà Tám ơi, chiên cho tôi 10.000 cá chả ơi. Nhớ được rê ớt nha. Vợ tôi cay nó không được á. Đù, hai vợ chồng nhậu luôn hả? Nè, vợ tôi nè, ổng thương em lắm. Nói chung là ổng quan tâm em dữ lắm. Sao mà hai người quen nhau vậy? Nhậu chung riết rồi em mảnh quen nhau luôn. Nè, vô kể đi bé. Chị kể đầu đuôi chị quen cánh sao được không chị? Cái đợt đó cũng nhậu chỗ này nè. Nhưng mà bữa đó chị mưa. Mưa mà nhậu nữa hả? Mưa lớn lắm. Rồi mấy đứa kia đó, nó mệt quá, nó về trước rồi. Còn tôi với ổng ở đây lắc. Đó, khoan để uống cái rồi kể tiếp. Kể chú nghe, tôi nghiệp lắm. Bữa đó giờ có hai đứa à, rồi trời mưa nữa. Bả ốm yếu rồi tôi lấy thân mình tôi nè che cho ả. Thì nói chung mình đàn ông mà mình phải che chở người phụ nữ phải không? Che xong hả? Thức dậy hai đứa chuồng chặn hay luôn. Là chị cảm động chị quen anh luôn phải không? Ờ đúng rồi. Trời đụ má nhậu thiệt chú hả? Mấy thằng kia nó me bả tôi đâu cho. Đụ má. Mình là phải nắm mục tiêu chú hiểu không? Tôi để mấy nó về trước rồi tôi thừa cơ hội lụm bả luôn. Thì nói chung á là cái đô cảnh cũng mạnh. Ha, mấy thằng kia thì nó yếu quá, nó nhậu quá, nó hay lít về rồi. Nè, vô miếng nó cục vàng để khô môi hết. Em thấy hình như anh thương chị lắm á. Trời ơi, ổng ghen dữ lắm chú ơi. Tính ra là trong sòng nhậu mà có trai có gái dễ quen quá hả chị ha. Trong sòng nhậu mà có con gái tuổi thiệt chú như là cục vàng nha chú. Chú mặc có quần đùi ha. 7-8 thằng nhìn vô có hán không? Tuổi thiệt. Uống đi tới vòng bé ơi. Vậy hồi đó có đẻ không ta? Có sao không? Nói chú nghe chứ đụ má con gái nhậu vô dâm lắm chú ơi. Đụ mới thiệt á, bữa đó ba đè tôi mới nút cái cổ nào đổ quét luôn.